Rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào nhà mình nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Bonsai Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai để mình về trang trí sân vườn luôn nha. Mỗi cây giao lưu bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa, nhà mình xem ưng ý thì liên hệ với số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 926. 926 là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe, lũa thép âm thân luôn nha mình. Ở đây nó có hốc lũa thép âm thân luôn. Cây này liền cốt luôn nha. Cây này về mình để rinh cũng được và hoặc là mình ghép tường vi đều ok luôn. Tổng hoành cụm là 110. Cây cao đến thân chính là 30. Cây cao đến thân chính đây là 30. Bầu ươm là 55. 55, 38. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 550k bao ship luôn nha. 550k bao ship là một cụm bằng lăng tím lá nhỏ. Bằng lăng tím lá trung. Nhà vườn xin lỗi luôn nha. Bằng lăng tím lá trung, sống khỏe luôn. 550k bao ship, ghép tường vi hoặc là để rinh cũng đều ok luôn nha. Nhưng cái dòng này thì lại hoa rất là thơm. 926 550k bao ship bằng lăng tím lá trung. Rồi nhà vườn xin xuống cái này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 927. 927 là một cụm bằng lăng tím lá trung, sống khỏe, cụm liền cốt luôn nha mình. Cụm này rất là to luôn. Tổng hoành cụm là 129. 129. Cây cao là 47. Cụm này có bầu đất là, có bầu ươm là 65. Bầu ươm là 65. 65 nhân cho 54. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 1000k bao ship luôn nha. Bằng lăng tím lá trung. Cái này về mình ghép tường vi là tuyệt vời luôn. 1000k bao ship là một cụm bằng lăng tím lá trung. Cụm này cũng rất là lực luôn nha. Liền cốt luôn. 927, 1000k bao ship. 927, 1000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 928. 928 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe, phong thiên nhiên luôn nha. Cây này có hoành ở nhà vườn đo là 25. Cây cao là 33. Bầu ươm là 40. 40, 33. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship, mã số là 928. 250k bao ship bằng lăng tím lá nhỏ, sống khỏe, phong thiên nhiên luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 929. 929 là một cây bằng lăng cộng với lại cây sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc. Hai cây này nó cùng chung bầu đất tự nhiên luôn nha. Hai cây đều sống khỏe luôn. Cái này mình mua một mà được hai luôn nha. Cây form thiên nhiên luôn. Ở cái thân chính lên đây là cây bằng lăng tím lá nhỏ, còn cái form bay là cây sầu dông. Đó. Sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc. Cây này là lá và trái đều ăn được, nhưng lá mới là cái đặc sản của cây này luôn nha. Thì nhà mình lưu ý là cái lá già thì ăn nó mới ngon, còn cái lá non thì ăn nó chát nha. Mình có thể tham khảo thêm luôn. Tổng hoành là 31. Cây cao là 73. Chiều rộng là 85. Bầu đất là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship là một cây sầu dông cộng với lại cây bằng lăng tím lá nhỏ, hai cây nó mọc cùng với nhau luôn. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 600k bao ship luôn nha. Cả hai đều sống khỏe luôn.
29 600k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 930. 930 là một cây thị trứng nha mình nha, trái ăn rất là ngon luôn. Nói chung nó là dòng họ thị nhưng không phải là thị thơm. Thị thơm thì cái trái nó to hơn, chín nó màu vàng, thì cái đó thì thị kia gọi là thị bà. Đó, còn cái này gọi là thị trứng nha mình. Đó, cũng dòng họ thị luôn. Thì cái này về mình trồng mình sưu tầm luôn nha. Là một cây thị sống khỏe rồi. Cây này trước đây nó rất là cao, nhưng mà nhà vườn cắt thốn lại rồi. Cây này có tổng hoành là 83. Cây cao là 35. Bầu đất là 46. 40. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 800k bao ship luôn nha. Là cây thị sống khỏe luôn, thị trứng luôn nha mình. Trái ăn rất là ngon luôn. Cái này nó gắn liền tuổi thơ của Sơn rất là nhiều. Tại vì từ thuở nhỏ thì nhà vừa Sơn thì nói chung là gia cảnh rất là khó khăn, thì cũng bám rừng bám núi mà sinh tồn thôi. Đó, thì cái này là những cái kỷ niệm mà sáng mỗi ngày Sơn theo ba mẹ đi lên rừng đó để mà kiếm củi. Thì trên đường đi thì mình gặp những cái cây thị này nó đang ra trái, thì bắt đầu là hái về chờ nó chín cây thì rất là lâu. Thì bắt đầu những cái trái mà nó đang bắt đầu chín tới, bắt đầu là mình hái về, bắt đầu là Sơn chôn xuống dưới đất, thì vài ba hôm thì bắt đầu trái nó chín, bắt đầu moi lên ăn rất là ngon. Đó, thì cái đó nó gắn liền tuổi thơ rất là nhiều luôn nha. Thì Sơn cũng có làm mấy cái video đi trải nghiệm rừng, thì cũng có chia sẻ về cái cây này nó đang mang trái luôn. Thì cây này sống khỏe rồi, về mình chỉ cần sang cái chậu rộng hoặc là mình trồng hẳn xuống đất luôn, mình sưu tầm cũng được nha mình. Rồi 800k bao ship, mã số là 930. Rồi cây này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian quý báu xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ với số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn.